ta phải tính tổng bình phương các chữ số của nó. Vậy thì ta có cái hàm tính tổng các chữ số, thì thay vì tính tổng các chữ số thì ta sẽ tính bình phương các chữ số của nó. Và ta sẽ cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại về cái công việc như trên. Ví dụ như số 19 sẽ bằng là 1 bình cộng 9 bình, 9981 cộng 1 bằng 82. Rồi. Số 82 thì số 8 bình phương 8864, 22 bằng 4. Như vậy thì nó sẽ bằng 68. Số 68 bình về thì có số 6 bình phương 6636, 8864 cộng lại bằng 100. Số 100, số 1 bình phương bằng 1, 0 bình phương bằng 0, 0 bình phương bằng 0. Tổng của các bình phương bằng 1. Đến khi nó bằng 1 thì nó dừng lại. Bởi vì một bình phương bằng 1, một bình phương bằng 1, đúng không? Đấy. Và các lần sau nữa nó cũng như thế. Thì cái số 19 này được gọi là số rõ ràng. Tức là khi mà ta đưa đến một cái giá trị mà tổng bình phương của nó bằng 1 thì ta dừng lại. Mà nó mà dừng lại thì ta kết luận nó là số rõ ràng. Vậy thầy cho mình cần một tổ chức, một hàm kiểm tra số nguyên dương U có là số rõ ràng hay không. Đấy. Trong hàm này thì ta sử dụng hàm tính tổng bình phương chữ số của đó. Rồi. Tuy nhiên thì mọi số không phải đều là số rõ ràng. Ví dụ như số 12. 12 bình phương, à 12 là một bình cộng 2 bình. Một bình bằng 1, 2 bình bằng 4, 1 cộng 4 bằng 5. Đấy. 5 bình phương bằng 25. 2 bình cộng với 5 bình. 2 bình bằng 4, 5 bình bằng 25 cộng lại bằng 29. Rồi. Tương tự như vậy. Nhưng mà khi cộng này thì ta nhận thấy rằng khi mà nó về số 42 bình phương lên 4 bình phương bằng 16, 2 bình phương 4 cộng bằng 20. 20 bình phương lên 2 bình phương bằng 4, 0 tổng lại bằng 4. 44 lại bằng 16. 1 bình cộng 6 bình bằng 37. 3 bình cộng 7 bình. 3 bình cộng 7 bình là 77, 49. 33 là 9 là sẽ bằng 58. 5 bình bằng 25, 88, 64 cộng lại sẽ bằng 89. Và tới thời điểm này các em sẽ nhìn thấy như đấy. Rất hay. Số 89 ở đây nó đã xuất hiện. Số 89 ở đây nó cũng xuất hiện. Như vậy trong quá trình tính bình phương từ trái sang phải, nếu gặp một số nào đó đã xuất hiện ở trước đấy thì ta sẽ thực hiện dừng lại. Bởi vì bắt đầu đây mà 89 thì nếu không có gì thay đổi cái chuỗi này nó cũng sẽ xuất hiện ở đây. Đấy các bạn nhìn thấy cái chuỗi này nó xuất hiện ở đây. Và như thế nó sẽ bị lặp vô hạn. Và khi lặp vô hạn như thế thì cái anh này anh Bob này anh bảo là đây là số luẩn quẩn, đúng thật, nó luẩn quẩn thật. Vậy thì ở đây ta sẽ thấy rằng ta sẽ sử dụng kỹ thuật mảng đánh dấu để khi ta tạo ra được một số thì ta đánh dấu số đấy đã xuất hiện. Trong quá trình tạo như thế, nếu mà gặp một số nào mà đã xuất hiện thì ta dừng lại và ta exit luôn, nó không phải là số rõ ràng. Còn trong quá trình ta làm nếu phát hiện ra một nếu mà ta đưa trả về giá trị là một thì ta sẽ kết luận luôn nó là số rõ ràng. Bởi vì chỗ này nó mãi vẫn sẽ là một bình, một bình, một bình và nó luôn bằng một, nó không đổi. Vậy là gọi là số rõ ràng. Vậy với bài trên thầy trò mình sẽ làm như sau. Đề bài người ta yêu cầu là cho số nguyên dương A và B. Người ta họ gọi K là số lượng số rõ ràng nằm trong đoạn AB. Tức là thầy trò mình phải đi đếm số lượng số rõ ràng trong đoạn AB. Để làm được việc đấy thì thầy trò mình sẽ cần một cái thuật toán như sau. Ta cần một cái đó gọi là hàm tính tổng bình phương các chữ số của số nguyên dương U. Cái function này thì đây là tổng bình phương các chữ số của số nguyên dương U. Thầy ghi nó là tổng bình phương. Tổng bình phương các chữ số thì tất nhiên nó sẽ trả về là một số nguyên. Cái thứ hai thầy cần trang bị cho nó đó là tổ chức một cái hàm kiểm tra U có là số rõ ràng. Đấy. Vậy thì hàm kiểm tra U có là số rõ ràng thì bây giờ ta sẽ bắt đầu
tổ chức nó như sau, các bạn cũng có thể tổ chức như này cho các bạn dễ quan sát. Số rõ ràng của một số nguyên dương u có phải là số rõ ràng hay không? Tất nhiên ta sẽ trả về kiểu logic nhé. Đấy, trước khi làm ở đoạn này thì thầy sẽ lấy một cái ví dụ. Bây giờ cái số đầu tiên của thầy, thầy cho n bằng 22. Bây giờ các bạn hãy viết cho thầy vào trong cửa sổ chat các cái số kế tiếp của nó sẽ như thế nào. Ví dụ số 22, để tìm được số kế tiếp thầy lấy, thầy tách các chữ số của nó ra và tính bình phương. 2 bình phương bằng 4, 2 bình phương bằng 4 là sẽ số kế tiếp là số 8. Rồi các bạn liệt kê tiếp cho thầy. Số kế tiếp nào, sao có 16 ở đấy nhỉ? Số kế tiếp là sẽ bằng bình phương các chữ số của nó. Đoàn nhé, 8 bình phương bằng mấy? Đứa nào 8 bình phương bằng 16 thì ăn một trưởng nhé. Rồi bằng 64. Số kế tiếp bằng mấy? Các bạn comment nhanh. Số kế tiếp bằng 52. 6636 và 144 1636 cộng với 16 bằng 52. Số 52, 55, 25, 22 là 4. Số kế tiếp là 29. Rồi. 55, 25, 22 bằng 4 là 29 chứ sao 28 quân. Được, khả năng cộng trừ thầy thì rất tin quân. Hai bình phương bằng mấy? Sau số 29 là số bao nhiêu? Rồi, chính xác, số 85. Số kế tiếp. 64 cộng 25 là số 89. Số kế tiếp. 64 cộng với 88, 64, 99, 81. 64 cộng với 81 Tâm và Quân và Phong Vũ đều biết được số kế tiếp là 145. Số kế tiếp cộng 16 là 7. 7 55, 25, 44, 16 cộng với 1 là bao nhiêu nhỉ? Đứa nào cho bằng 20? Đứa nào lại cho bằng 42? Khoan nhà, 55, 25 này, 44, 16 này, 25 cộng với 16 bằng 39 cộng 1 bằng 40. Thế sao đứa nào ra bằng 42 nhỉ? Hưng sao ra được 46? Bây giờ thầy rất tin khả năng cộng của các bạn. 1 bình phương bằng 1 này, 44 16 là bằng 17 này, 55 25 này, 17 cộng 25 bằng bao nhiêu các bạn? 17 cộng 25 bằng 42 đúng không? Vậy Huy bằng 42. 40 nhỉ? 44 16 55 25 sẽ là bằng 39. 39 cộng 1 bằng 40. Khoan nhé, 44 16 55 25. Đúng rồi, 42. Phong Vũ đã tài trợ máy Casio FX540 bản Việt Nam à? Được. Như vậy số kế tiếp là số 42. Xin lỗi bà con, khả năng cộng của thầy nó cũng các em cũng có thể khả năng tin tưởng. Sau số 42 là số mấy? 44 16 22 bằng 4 là số 20. Số kế tiếp. Rồi, các bạn trả lời rất nhanh số 4. Số kế tiếp. Đứa nào cho số 8 đấy Hưng? Đứa nào cho 16 đấy Quân? 18 đấy Quân. Rồi, Kiên đã trả lời 16 rất chính xác. Số kế tiếp. 37. Số kế tiếp.
33 là 9, 7, sao lại 12 được? Quân 37 mà. À, 33 là 9, 77 49 là 58. Rồi, cảm ơn Huy. Tiếp tục, sau 58 nó sẽ bao nhiêu? 55, 25, 88, 64. 58. Có đứa đang sử dụng các calculator của laptop. 89 thì khoan, tới đây 89 thì số kế tiếp là bao nhiêu? Đấy, chính xác. Và ta nhìn thấy cái số 89 này nó có trước đó nó đã xuất hiện chưa các bạn? Đây, ta đang dừng ở số 89. Vậy thì khi sinh ra được số nào thì ta đánh dấu check của số đó bằng một số bằng chu hoặc bằng phone hoặc bằng bởi một giá trị khác một là được. Và ta phát hiện rằng nó đã xuất hiện rồi. Vậy nếu không có gì thay đổi thì cái đoạn này nó sẽ lặp lại ở đoạn này kế tiếp đúng không? Và cái quá trình này nó sẽ luẩn quẩn. Vậy thì mình sẽ exit for luôn. Còn trong cái quá trình mình tìm mà nếu nó trả về được giá trị số 1 ấy thì mình sẽ exit trừ luôn. Đấy. Vậy bây giờ thầy trò mình sẽ cài đặt đúng như cái mà cái nãy giờ thầy trò mình làm nhé. Vậy ta sẽ làm này như sau. Ta sẽ sử dụng một cái mảng C. Ta sẽ sử dụng một cái mảng C ở long ít được. Nói chung rồi ta cần vài biến. Biến y biến gì cứ khai báo đấy, tí dùng thì dùng, chưa dùng thì tí ta xóa. Ta bắt đầu xây dựng nó nhé. Bây giờ để kiểm tra số nguyên dương u hay không thì thầy gắn A1. Thôi để tìm số u kế tiếp đi, đúng không? Vậy thì thầy có như sau. Chừng nào như nào nhỉ? Cái hàm bên trên kia ta đặt tên là gì nhỉ? Tổng bình phương các chữ số, tổng bình phương. Từng nào một tổng bình phương các chữ số. Cái này ta thấy áp dụng nó sử dụng chu phone đi. Bởi vì tí nữa kiểu gì mình cũng exit for hoặc exit chu trong vòng lặp while này mà. Vậy thì tóm lại là thôi. Các bạn khi nào cài đặt nó lên tới tầm này nó mới buồn cười. Chừng nào chu đang bằng chu. Bỏ chữ chu đây đi được. Tóm lại cái vòng lặp này mình cứ sẽ lặp đi lặp lại giống như khi nãy. Bây giờ ta nhận thấy như sau. Giá trị của u trong vòng lặp mới sẽ bằng là tổng bình phương các chữ số của u. Được chưa? Sau đó thầy gắn C của thằng u có giá trị bằng phô bằng chu là thể hiện rằng nó đã xuất hiện rồi. Trước đó thầy for y chỗ này thầy cái viết tắt nhé, chạy từ 1 cho đến u cho đến 100.000 đi, 1 triệu cũng được, thì thầy gắn cu 100.000 thôi, 1 triệu nhiều quá, chạy 2 chấm bằng phô thể hiện rằng thằng u chưa xuất hiện. Cho anh em pha cho bố một cốc tô tà. Bởi vì khi nãy thầy cho mình là số kế tiếp sẽ bằng là tổng bình phương các chữ số của nó đúng không? Sau đó ta đánh dấu rằng số này đã xuất hiện. Đấy. Sau khi tính được thằng này xong thì mình trước khi đánh dấu nó đã xuất hiện thì mình ghi là nếu thằng F
Nếu C của U mà bằng chu, khi C của U bằng chu chính là cái số 89 khi nãy ấy, nó bị lặp lại đây, giống như cái dãy số này. Đây, số 89 này. Nó bị lặp lại ở đây. Và khi nó lặp lại thì điều đó chứng tỏ rằng lần trước đó nó đã xuất hiện rồi. Vậy thì khi mà thầy sinh ra số kế tiếp, vừa sinh ra được số kế tiếp thì thầy kiểm tra xem số này trước đó đã xuất hiện chưa. Nếu xuất hiện rồi thì thầy exit for luôn. Đấy, nếu xuất hiện rồi thì exit for. Còn nếu nó chưa xuất hiện, ví dụ như được số 145, số 145 chưa xuất hiện, vậy thì ta sẽ đi đi tìm số kế tiếp. Đấy. Thì ta đi tìm số kế tiếp. Trước khi đi tìm số kế tiếp thì ta cũng phải kiểm tra luôn là nếu nếu thằng U mà có giá trị bằng 1 thì sao các bạn? Các bạn comment vào cửa sổ chat cho thầy. Thì exit gì? Các bạn comment vào cửa sổ nhé. Rồi, Tâm Huy Kiên đã rất nhanh là ta sẽ exit chu. Chính xác. Bởi vì khi nó bằng 1 thì nó chính là cái số cần thỏa mãn, đúng không? Vậy thì cái vòng lặp này nó cứ sẽ chạy đi chạy lại. Ở đây đây có lẽ đây là lần đầu tiên các bạn thấy thầy code theo kiểu như này, đúng không? Ta sẽ lặp lại công việc này, gắn U bằng tổng các chữ số của nó. Nếu số U đã từng xuất hiện thì ta exit for. Còn nếu U mà bằng 1 thì exit true. Còn nếu U mà không bị exit true, exit false thì chứng tỏ nó chưa dừng. Vậy thì ta đánh dấu rằng thằng U đã xuất hiện và quay trở lại, lại gắn U bằng tổng các chữ số của U. Sau vòng lặp này nó chỉ dừng khi nó bị exit true ở đây hoặc exit false ở đây nhé. Vậy đây là hàm ấy. Ở trong hàm này thầy có sử dụng hàm tính tổng bình phương các chữ số. Thì hàm này các bạn chắc chắn sẽ tự cài đặt được hàm tổng bình phương nhé, các chữ số. Và ở đây thầy cũng ở đây rồi, ở đây cái biến y biến di ta không dùng nên ta bỏ đi. À đây cái biến y có dùng nhỉ, biến di không dùng. Đây ta gắn ci bằng phô nhé, lỗi bà con. Cái hàm tính tổng bình phương các chữ số của một số nguyên dương u, đó chính là hàm tính tổng các chữ số của một nó, các chữ số của nó s hoặc là biến tạm do các bạn ấy lần lượt cắt các chữ số của u để đẩy vào trong tổng. Và khi cắt các chữ số vào thì các bạn thấy rằng chữ số ta cần cắt đó là chữ số u mốt 10. Để tính bình phương nó thì ta lấy nó nhân với nó, hoặc là các em có thể sử dụng hàm SQR. Ta gắn u, ta biến thẳng s của thầy, hoặc là các bạn sử dụng biến tạm cộng với bình phương của chữ số. Sau đó, sau khi đó ta cắt chữ số ở hàng đơn vị đi, u sẽ bằng gì? Các bạn comment vào cửa sổ chat giúp thầy. U bằng gì? Rồi, chính xác. Tâm Phong Vũ Huy rất nhanh, đó là tâm đấy, đấy thì đó chính là u đi 10. Đấy. Sau công việc này, chỗ này theo các bạn thầy sẽ gõ nội dung gì ở đây? Các bạn comment vào cửa sổ chat nhé. Chào em. Rồi, chính xác. Đó là thoát chương trình, thoát hàm và kết quả trả về cho biến S. Tâm Quân Huy Phong Vũ đã rất nhanh. Rồi, Kiên nữa. Đoàn đâu nhỉ? Chưa thấy Đoàn lên tiếng. Đừng bảo Đoàn đã bay nhé. À, vẫn thấy Đoàn đây.
À ừ, có thể code luôn được. Vậy chỗ này ta sẽ exit s. Rồi. Đó, đây là hàm tính tổng bình phương các chữ số của một số nguyên dương u. Trước đó ta khởi tạo s bằng mấy các bạn? Phong Vũ đề xuất bằng 1. Các bạn kế tiếp. Kiên khởi tạo bằng 0. Rồi, sau khi ta đính chính thì ta biết rằng để tính tổng chắc chắn các bạn đã trả lời đoàn rất chính xác, khởi tạo bằng 0. Đấy, nhá. Nhớ cái chỗ này nhá, bởi vì lần sau nó gặp nó lại cứ lặp đi lặp lại với các số u khác nhau. Rồi, trên đây là giải thuật để giải quyết bài toán trên với cái bài toán là số rõ ràng. Bây giờ ở trong chương trình chính của mình thì ta sẽ thực hiện cái công việc là for cái y chạy từ A cho đến B. Khi đó nếu cái hàm vừa rồi thầy đặt tên nó là gì? Số rõ ràng. Số rõ ràng. Số rõ ràng. Của y mà bằng chu. Chứ bằng chu này các em có thể ghi được. Thì người ta hỏi đếm mà thì ta tăng thằng z lên. Trước vòng for này thì lưu ý z khởi tạo bằng 1. Đấy, sau đó các bạn đưa z ra. Rồi, trên đây là mô hình giải quyết bài toán này. Bài toán số rõ ràng. Xin mời các bạn cài đặt chương trình.